đi lâu nha cả nhà. Đây là sạp quần áo. Cái cây tươi ngon vừa rẻ. Kệ với con gà. Vừa rẻ nha mọi người. Rồi vừa rẻ vừa tươi ngon nha cả nhà. Ôi đừng mê luôn, tươi ngon nha. Giò heo. Thịt cũng quá ngon quá. Hả? Món con gà. Đây là gian hàng món gà. Con lươn con kìa. Ba ba nó kìa. Đây. Gian hàng. Tươi ngon quá nè. Cái cá, cái kèo, cá lóc. Rồi đẹp quá. Cái này là đầu tắt rồi. Bây giờ mình vô đây nha cả nhà. Đây là gian hàng tôm mực. Cả nhà có xem rất thông cảm nha, tại vì cũng đang kẹt xe nè. Ở đây là chợ Nhà Lâm, thành phố Sóc Trăng, chợ lớn. Nhìn cái chân gà kìa. đang gạt xe. Trời lớn rồi các nhà, trời lớn đang gạt xe. Đông quá trời luôn. Cái này ký nhiêu? Ký 55.000. 83.000 kêu ký sắt. Mấy cái? Cái kia nãy mấy cái? Cái kia là mấy? Đây là chân gà. À, đây là bề gà. Rồi. Trả tiền trả tiền. Vậy là mấy đẻ hay à? 65.000. Rồi bữa nay Lan Lùn bên bề gà về làm món ăn. Con này mà vô lắm. Cô nhà heo nha cả nhà. Cô nhà heo con nó lụt qua về heo nha. Về heo tươi ngon nha cả nhà. À, trứng nữa nè. Rồi con ký 46.000 mấy luôn hả? Dạ lấy không? Rồi Lan Lùn bên chục hồng vịt về nhà kho nha cả nhà. Không biết làm gì ăn nữa chưa biết nha. Lấy con chục luôn cô ơi. À, cái này trứng bự bự to to nè. Cô ơi cho con xin cá bọc. Hộp vịt lộn nè. Ôi giòn ra hàng trái cây đó nè. Rồi Lan Lùn cô chứ. Rồi của con 70 hả cô? Ơi đây hộp vịt à, đây chơi xe hộp vịt nha. 70 cô ơi có 10.000 nữa. Dạ giờ heo giờ con vịt tươi nha. Bơ cái nhiều trái. Dạ 20. À, anh lỡ đấy. À bơ trái cây con cây tươi ngon nha cả nhà. 9 tiền mới chết. Dạ. Mình vừa thôi để đi tới nhà nó. Rồi chị bán cái cây ngon quá nè, tươi ngon luôn. Giá cả lại rẻ nữa. Wow. Đây. Chị bán trái cây đẹp gái nè, đẹp gái ăn liền á, chứ để vừa cứng á về nhà ăn ký thôi chứ. Dạ ăn hồng á. Dạ chín không? Dạ chín, chị vừa cũng vừa về thôi. Vừa hồng ăn không được nha, chín hả? Chín mềm luôn đi. Dạ sắp hiện đại quá trời luôn ha. Khéo tay quá, sắp lên nhìn thấy trái hồng quá đẹp. Rồi mình đi về thôi cả nhà ơi. Rồi cả nhà xem video ủng hộ cho em, đăng ký một like, một đăng ký kênh nha.